Ngũ Hành Sơn hay Non Nước. Chỉ riêng cái tên cũng đã mang hồn cốt của đất và người, với mênh mông nước và linh thiêng núi. Không chỉ là địa thế, núi, sông và biển, mà còn là thế giới của cổ tích, của truyền thống, của văn hóa, lịch sử và tâm linh. Và cứ mỗi lần trở lại với danh thắng Ngũ Hành Sơn là một lần trở về với miền an nhiên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, không chỉ danh thắng Ngũ Hành Sơn mà chỉ riêng ngọn Thủy Sơn thôi đã sở hữu rất nhiều thiết chế, văn hóa, lịch sử, tôn giáo mang đậm bản sắc văn hóa tại địa phương. Không chỉ có chùa Tam Thay, chùa Linh Ứng mà ngay tại ngọn Thủy Sơn này còn có hai ngôi cổ tự nữa với tên gọi là Tam Tôn và Từ Tâm. Tuy quy mô không thực sự lớn nhưng cũng hàm chứa bên trong nó rất là nhiều những giá trị văn hóa và lịch sử mà nếu chúng ta tìm hiểu kỹ thì sẽ để lại rất là nhiều những ấn tượng khó phai. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng 360 độ du lịch kỳ này tìm hiểu hai ngôi cổ tự này. Chùa Tam Tôn trước kia nguyên là một tăng đường của chùa Tam Thay, được xây dựng làm nơi nghỉ dưỡng cho các vị sư tăng tu hành tại chùa Tam Thay. Chùa thờ Đức Phật A Di Đà, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Hiện nay chùa vẫn còn lưu giữ ở bức hoành phi được tạo lập vào năm Canh Tý, triều Thành Thái 1900 như Tam Tôn Đường, Lộc Nhật, Bảo Châu và bảy mục bản khắc tinh kệ. Rất là nhiều lần đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn và rất là vinh dự khi mà được anh Lê Văn Hòa hướng dẫn cùng với ekip của chương trình 360 độ du lịch. Và trong chương trình hôm nay thì anh có thể giới thiệu về những nét lịch sử văn hóa của hai ngôi chùa là Từ Tâm và Tam Tôn được không ạ? Ngôi chùa Tam Tôn và Từ Tâm là hai ngôi cổ tự tại danh thắng Ngũ Hành Sơn. Nó nằm ở phía tây của sườn núi Thủy Sơn. Nó hài hòa với thế núi thế sông tạo nên một cái cảnh rất là hữu tình. Và chùa Từ Tâm và Tam Tôn cũng góp phần vào cái văn hóa tâm linh tại danh thắng Ngũ Hành Sơn này. Em được biết là ở ngọn Thủy Sơn thì có rất là nhiều những ngôi chùa. Và chùa Tam Tôn và Từ Tâm tuy quy mô nó cũng không thực sự lớn nhưng cũng hàm chứa rất là nhiều những giá trị văn hóa lịch sử. Anh có thể chia sẻ một chút về những cái tích truyện xưa gắn với hai ngôi chùa này được không ạ? Cái ngôi chùa Từ Tâm ấy, thì theo cái truyền miệng từ xưa đến nay nó có mặt đã hơn 400 năm rồi và người ta cho rằng những cái vị sư đầu tiên đến khai sơn tại danh thắng Ngũ Hành Sơn thì thường là đến chùa Từ Tâm là ngay mảnh đất đó ở dựng lều trại ở đó trước rồi sau đó mới đến xây dựng tại chùa Linh Ứng và Tam Thay. Tuy nhiên là về mặt lịch sử thì chắc nhất là nó cách đây khoảng 200 năm, đó là dấu ấn lịch sử thì trong cái trong bản của chùa Nguyễn thì có nói nhắc đến chùa Từ Tâm, chứng tỏ là chùa đã có mặt trên 200 năm, mà theo dân gian thì có thể là trên 400 năm hơn, 500 năm. Còn riêng ngôi chùa Tam Tôn thì có mặt đây hơn 100 năm từ đời Thịnh Thái khi các vị sư ở chùa Tam Thay ra lập một chùa mới. Và ngôi chùa Tam Tôn hiện nay đang lưu giữ một số cái mộc bản của chùa Nguyễn còn lại là giá trị. Mà giàu đây là mộc bản của vấn đề tâm linh, tuy nhiên nó cũng mang cái sắc thái của lịch sử nên cũng rất là hay. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh về những cái thông tin thú vị vừa rồi và cũng mong rằng trong thời gian tới cùng với sự phát triển của danh thắng Ngũ Hành Sơn thì hai ngôi chùa này sẽ được du khách biết đến nhiều hơn ạ. Bye.
không xa chùa Tam Tôn chính là chùa Từ Tâm. Và chỉ nghe tiếng gọi thôi đã có một cái cảm giác rất là yên bình, thanh thản. Và Từ Tâm Tự sẽ chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá ngày hôm nay tại Dân Hoàng Quảng Sơn. Từ chùa Tam Tôn, men theo các phiến đá đơn sơ, xếp thành lối đi xuống tầm 10 mét, du khách sẽ đến với chùa Từ Tâm để lạc vào một thung lũng mát xanh và tràn ngập hương thiền. Nếu như các ngôi chùa khác ở ngọn Thủy Sơn tạo cảm giác cổ kính, thì Từ Tâm lại đem đến một nét hương sắc của thanh nhàn, gần gũi như khu vườn thiền với cây cối xanh tươi và kiến trúc nhà gỗ, mái lá đơn sơ. Chùa Từ Tâm còn có những điểm dừng chân, nghỉ ngơi thư giãn với tầm nhìn núi, sông và biển vô cùng độc đáo, không chỉ có thể giúp lưu lại những bức ảnh ấn tượng mà còn là khoảng không gian quý giá cho hồn người trở về với thanh yên. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về giá trị đặc biệt của những ngôi chùa tại danh thắng Ngũ Hành Sơn thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Hiền, là trưởng ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn. Xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết là để bảo tồn và phát triển những vẻ đẹp của những ngôi chùa như là chùa Tam Tôn và Từ Tâm thì ban quản lý đã có những cái hoạt động gì ạ? Đối với di tích quốc gia đặc biệt là có 4 cái chùa. Trong đó là có cái chùa Tam Tôn và Từ Tâm là cũng một trong những 2 ngôi chùa là tọa lạc ở một cái gần như ở lưng chừng của cái ngọn núi, cho nên cái vẻ đẹp chỗ này á là nó cũng rất là ấn tượng. Đặc biệt á là cái 2 ngôi chùa này cũng đã có cái bề dài hơn 200 năm. Mà đặc biệt cái là qua các cái đời sư trụ trì của các chùa này cũng giữ nguyên vẹn được cái cổ kính của di tích. Chính vì vậy đó cũng là một trong những cái yếu tố mà góp phần cho cái di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Thứ hai nữa là một cái ngôi chùa này phải nói rất là tâm linh và thiêng liêng. Vậy thì để bảo tồn và phát huy vẻ đẹp cũng như giá trị lịch sử của 2 ngôi chùa thì ban quản lý di tích có gặp những cái thuận lợi và khó khăn gì không ạ? Cái thuận lợi phải nói rằng là trụ trì các cái chùa này đối với về mặt quản lý nhà nước là rất là hài hòa và rất là hỗ trợ tương tác với nhau ở cái lĩnh vực công việc của mình. Thứ hai nữa là cái mối quan hệ rất là mật thiết. Mọi cái việc của nhà chùa cũng như của bang cũng đều có những cái sự bàn bạc để đến cái nhất quán để bảo vệ cho cái di tích quốc gia đặc biệt của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Thứ hai nữa, cái thuận lợi của mình là được là đạo hữu Phật tử Tăng Ni người ta cũng rất ủng hộ và đồng làm. Mà cái quan điểm của ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng như trụ trì nhà chùa, mọi vấn đề mà di vật hiện vật của di tích phải được bảo tồn và phát triển, không được coi như là thay đổi những cái cổ kính. Đó là một cái mà thuận lợi của mình là đã có cái nhất quán như thế. Về mặt khó khăn thì hiện nay là Thủ tướng Chính phủ cũng chưa phê duyệt cái tỷ lệ 1/2000/500 của di tích quốc gia đặc biệt, chắc sắp tới thì Chính phủ sẽ phê duyệt. Cho nên cái quá trình trùng tu tôn tạo những cái hạng mục đều xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, cho nên cái quá trình mà xin thì nó cũng có những cái chậm. Bởi vì đây là trình tự thủ tục của một quốc gia. Chính vì vậy là cái khó khăn là như thế. Khó khăn thứ hai là 2 cái ngôi chùa này, cái vẻ đẹp thì đã có rồi. Thì bên cạnh vẻ đẹp thì người ta, 2 ngôi chùa tọa lạc ở lưng chừng của cái triền núi. Cho nên cái vấn đề chống sạt, chống sụp do cái thời tiết nó cũng rất bất lợi. Cho nên là mình cũng phải có một cái là gia cố và trùng tu để giữ cho được cái vấn đề chống sạt chống sụp, để bảo tồn cho được cái di tích mà cái chùa này là nằm trong di tích, cho nên cái sự gắn kết một cách rất chặt chẽ.
Cho nên là cái khó khăn thì như vậy, nhưng mà chắc chắn rằng trong tương lai và sắp tới đây, Thủ tướng cũng đã có cái sẽ phê duyệt cái tỷ lệ 1/2000/500, thì từng bước sẽ có cái củng cố và hoàn thiện hơn đối với di tích quốc gia đặc biệt ở trong cái lĩnh vực mà những cái nơi mà có cái nguy cơ chống sạt lở đối với cái di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Quý vị, về cơ bản thì chùa Từ Tâm vẫn còn nguyên vẹn những giá trị với thời gian là hơn 200 năm xây dựng với một chiếc am nhỏ như thế này. Ở bên cạnh đó thì chùa Từ Tâm còn xây dựng thêm một số công trình khác, chẳng hạn như là nhà lục giác thờ tượng Phật Nặng Mắt Nặng Tay, hay là nhà tăng để phục vụ cho việc tu hành và phổ độ Phật pháp của các sư trụ trì tại đây. Đến với vườn thiền Từ Tâm, du khách như được trở về với cõi tĩnh tại, lắng nghe nhịp đập trái tim mình, đưa ý nghĩa trở về với nội tâm, để trí tuệ tinh tấn hơn và trái tim yêu thương hơn. Vãn cảnh chùa, thả trôi mọi âu lo muộn phiền để trở về với nội thân, để hiểu bản thân hơn và yêu thêm mọi người xung quanh. Đó là những cảm giác bình yên và tự thái mà hai ngôi cổ tự này mang lại với những du khách dừng chân. Tuy không quá nổi tiếng nhưng mà Tam Tôn và Từ Tâm cùng những ngôi chùa khác trên ngọn Thủy Sơn đã làm nên giá trị về lịch sử văn hóa cho danh thắng Ngũ Hành Sơn, đồng thời đồng hành cùng với đời sống tinh thần của người dân và du khách trên hành trình sống tốt đời đẹp đạo. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình kỳ sau.